Thầy Park nói gì về sát thủ người dân tộc Tà Ôi của U23 Việt Nam? Tiền đạo người dân tộc Tà Ôi Hồ Thanh Minh đã trở thành người hùng khi ghi bàn đánh bại U23 Myanmar, qua đó giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành những lời khen ngợi cho cậu học trò đặc biệt này. Sau một hiệp chơi vô chiêu vô thức vào đầu hiệp 2, U23 Việt Nam đã có những sự thay đổi về nhân sự. Trung vệ Liễu Quang Vinh và tiền đạo Lê Xuân Tú được rút ra để nhường chỗ cho Nhâm Mạnh Dũng và Hồ Thanh Minh. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gây sức ép tốt bên phần sân đối phương và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Hồ Thanh Minh đã chơi rất hay kể từ khi vào sân thay người. Cầu thủ người dân tộc Tà Ôi chính là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Myanmar. Khi được hỏi về cậu học trò đặc biệt này, nhà cầm quân người Hàn nhận định rằng Thanh Minh sẽ trở thành một niềm hy vọng tương lai của bóng đá Việt Nam. Bạn ấy chơi ở giải hạng nhất và suốt từ thời gian mà tôi còn tập trung cho vòng loại World Cup thì bạn ấy đã tập trung cùng đội U22 Việt Nam. Dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trong tương lai, nhưng Thanh Minh là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tin chắc bạn ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, cũng phải nói lại trận đấu. Ở hiệp 1, U23 Việt Nam đã chơi rắn trên mức cần thiết. Trung vệ Liễu Quang Vinh và Trần Văn Đạt đã phải nhận hai thẻ vàng sau những pha vào bóng quyết liệt với đối thủ. Đang nói là tình huống Trần Văn Đạt phạm lỗi với một cầu thủ U23 Myanmar bên phần sân đối thủ. Thật may, trọng tài đã nương tay trong tình huống này, nếu không Đạt phải nhận thẻ đỏ. Ngoài tinh thần không tốt, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không có nhiều ý tưởng chơi tấn công và họ bất lực trước một U23 Myanmar có tổ chức chặt chẽ. Chính vì thế, vào hiệp 2, U23 Việt Nam có sự thay đổi và mang đến những dấu hiệu tích cực. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng bày tỏ sự bình thản, thậm chí không mấy cảm xúc khi được hỏi về trận đấu. Tôi cũng không có nhiều điều để chia sẻ về cảm xúc của tôi trong trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 1, tôi nghĩ việc đối phương tập trung đông ở khu vực trung tuyến khiến chúng tôi gặp tương đối nhiều khó khăn và các cầu thủ U23 Việt Nam cũng mất bóng tương đối nhiều. Tuy nhiên, so với việc đối phương chơi hay thì tôi nghĩ khó khăn đến từ những sai lầm của chúng tôi và sang hiệp 2 thông qua một thay đổi thì thế trận của U23 Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên, tỷ số 1-0 cũng khiến tôi hơi đáng tiếc một chút, nhưng điều quan trọng là U23 Việt Nam đã giành chiến thắng và các cầu thủ của tôi cũng đã cố gắng hết sức, nhà cầm quân người Hàn nói.